Thưa quý vị, Gojek, nền tảng gọi xe và giao đồ ăn có trụ sở tại Indonesia, vừa công bố quyết định nói lời tạm biệt với thị trường Việt Nam. Đại diện Gojek cho biết, trong nội dung thông báo, sẽ đóng cửa hoạt động kinh doanh tại Việt Nam kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2024. Đây được coi là một bước tiến chiến lược nhằm củng cố hoạt động kinh doanh của công ty. Theo thông tin từ đại diện Gojek, quyết định này phù hợp với chiến lược tăng trưởng dài hạn của công ty mẹ là tập đoàn GoTo, công ty công nghệ lớn nhất tại Indonesia. Cụ thể, đây là quyết định chiến lược nhằm cho phép công ty tập trung vào các hoạt động có thể mang đến tác động đáng kể lên thị trường một cách bền vững, phù hợp với cam kết của GoTo trong việc đạt được tăng trưởng kinh doanh bền vững trong dài hạn. Lãnh đạo Gojek chia sẻ, chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến toàn bộ nhân viên, người dùng, các đối tác, tài xế, đối tác nhà hàng, những người đã đóng góp và là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của Gojek tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ thực hiện các hỗ trợ cần thiết đối với tất cả các bên bị ảnh hưởng trong suốt quá trình chuyển tiếp này, đồng thời tuân thủ các quy định và pháp luật hiện hành. Quyết định rút khỏi thị trường Việt Nam của Gojek phản ánh xu hướng rộng hơn của ngành công nghiệp khi các công ty đánh giá lại sự hiện diện trên thị trường để tối ưu hóa tăng trưởng. Các bước đi tương tự cũng được nhìn thấy ở các công ty khác như Shopee đã rút khỏi tất cả các thị trường châu Âu và Mỹ Latin ngoài trừ Brazil. Gojek ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 8 năm 2018 với tên gọi GoViet, cùng hai dịch vụ GoBuy là dịch vụ gọi xe máy và GoSend là dịch vụ giao nhận. Chỉ 2 tháng sau, hãng này tiếp tục tung ra dịch vụ gọi đồ ăn trực tuyến GoFood. Tháng 8 năm 2020, thương hiệu GoViet chính thức bị xóa sổ. Công ty được đổi tên thành Gojek Việt Nam. Màu sắc nhận diện, trang phục của các tài xế đổi từ gam đỏ sang xanh lá cây, đen, trắng, tương tự công ty mẹ. Thưa quý vị, tại Indonesia, công ty mẹ của Gojek là tập đoàn GoTo đã định hình là nhà vô địch quốc gia và là hệ sinh thái kỹ thuật số hàng đầu về dịch vụ theo yêu cầu và công nghệ tài chính thông qua GoTo Financial. Trong quý 2 năm nay, tổng giá trị các giao dịch và số lượng đơn hàng hoàn thành tại Gojek tăng lần lượt 18% và 24% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Tương tự, tại Singapore, Gojek cũng chứng kiến thị phần tăng 3 điểm phần trăm trong 6 tháng đầu năm. Thị trường Singapore được biết đến là thị trường với giá trị đơn hàng trung bình ở mức cao, tiếp tục là một thị trường trọng điểm của GoTo. Dù sắp tạm biệt thị trường Việt Nam, nhưng trong khoảng thời gian khoảng 6 năm qua, những giá trị mà Gojek đã mang lại cho người dùng và thị trường Việt Nam sẽ vẫn được ghi nhận và nhớ đến. Thưa quý vị, tại cuộc họp ứng phó với bão số 3 vào ngày 4 tháng 9 năm 2024, ông Mai Văn Kim, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến 14 giờ cùng ngày, bão số 3 cách đảo Hải Nam thuộc Trung Quốc 710 km và ở cường độ cấp 12, giật cấp 15. Theo ông Mai Văn Kim, trong hơn 24 giờ khi vào Biển Đông, bão số 3 đã tăng 4 cấp, từ cấp 8 lên cấp 12. Hiện nay trên khu vực Biển Đông đang có nền nhiệt độ khoảng 30 độ C. Các điều kiện khí tượng đều thuận lợi để kích hoạt khả năng bão này có thể mạnh thêm. Cơ quan khí tượng đang xem xét bão số 3 có thể tăng cấp hơn nữa, không chỉ ở cấp 15 mà còn tăng lên cấp 16, tức cấp siêu bão. Theo ông Mai Văn Kim, trong 24 giờ qua, xu thế tăng của bão đã đúng so với nhận định của cơ quan khí tượng. Trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 3 sẽ tiếp tục tăng cấp cho đến khi tiếp cận gần khu vực phía đông đảo Hải Nam. Với điều kiện như vậy, dự báo của cơ quan khí tượng Việt Nam và quốc tế tương đối thống nhất về mặt quỹ đạo cũng như cường độ. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin thêm, các dự báo quốc tế hiện đã dự báo cho bão mạnh lên cấp 16, thậm chí cao hơn và có thể đạt cấp siêu bão. Trong khi đó, cơ quan khí tượng cũng đã cập nhật trong khoảng 24 đến 36 giờ tới, cơn bão số 3 tăng lên cấp 15. Theo tính toán thì có cả phương án bão số 3 lên cấp 16, tương đương với siêu bão. Cơ quan khí tượng đang xem xét từ giờ đến chiều tối 4 tháng 9, nếu các phương án tính toán thống nhất thì có khả năng phải cập nhật dự báo trong 2 ngày tới, bão có thể tăng cấp hơn nữa. Không chỉ ở cấp 15, thậm chí ở cấp 16. Trường hợp bão mạnh cấp 16 thì phương án chỉ đạo phải thay đổi vì mức độ rủi ro thiên tai sẽ ở cấp 5 là cấp thảm họa. Việc này cơ quan khí tượng sẽ cân nhắc và công bố trong bản tin tiếp theo.
Ông Kim thông tin thêm, đêm 6 tháng 9, bão số 3 sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ, cường độ ở cấp 12 đến cấp 13, giật cấp 15. Khu vực Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 10 đến 11, giật cấp 12. Bên cạnh đó, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9, sẽ xảy ra một đợt mưa lớn ở Bắc Bộ. Gió mạnh, mưa lớn phụ thuộc vào hướng di chuyển của cơn bão này khi vào vịnh Bắc Bộ. Trường hợp lệch lên phía Bắc khoảng 50 đến 100 km thì khả năng tác động cũng sẽ khác. Trường hợp nếu bão lệch xuống phía Nam khoảng 50 km thì hoàn lưu bão mạnh bao trùm lên khu vực các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, cả Hà Nội sẽ có những tác động xấu. Với gió mạnh của cơn bão như vậy thì sóng của cơn bão sẽ ở mức 9 m, sau tăng lên 9 đến 11 m. Ông Mai Văn Khiêm nhận định về kịch bản xấu thì hiện khu vực Bắc Biển Đông đã có gió mạnh cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 16. Từ ngày 5 tháng 9 có thể tăng lên cấp 14 đến cấp 15, không loại trừ khả năng có thể cao hơn nữa. Trên đất liền từ trưa 7 tháng 9, Quảng Ninh đến Nam Định, đặc biệt là Nam Định sẽ là trọng tâm có gió cấp 9 đến cấp 11, giật cấp 13. Lượng mưa do ảnh hưởng của bão sẽ từ 200 đến 500 mm. Em thấy cái lồng đèn con thỏ với lại cái Labubu á chị. Này em thấy nhiều người mua. Thì năm nay đến đây chơi thì có rất là nhiều lồng đèn mới. Thì có nhiều loại hot như là Capybara, Labubu. Thì nói chung là mấy cái mẫu đó đang hot trend hiện tại. Trở thành hot trend, các mẫu lồng đèn Labubu hay Capybara được nhiều bạn trẻ săn đón. Khoảng 18 đến 22 giờ đêm, tại phố lồng đèn Lương Dữ Học, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đã có khá nhiều người đến đây dạo chơi, mua lồng đèn và check-in. Tuy nhiên, theo nhiều chủ sạp hàng, lượng khách vẫn không đông bằng mọi năm. Một phần do kinh tế khó khăn và ảnh hưởng của thời tiết bất thường. Đúng rồi, thì giống như nó theo cái thị hiếu của bên thị trường thôi. Thì nếu như mà bên thị trường thấy cái mẫu đó mà đâu ok thì mình nhập về mình bán. Năm ngoái đi ok hơn. Thật ra là nếu mà nói thì 3 năm đổ ngược lại đây á, thì mỗi ngày thì nó lại càng giảm xuống một xíu, mỗi năm nó lại giảm xuống. Là năm nay không bằng năm ngoái, mà năm ngoái cũng không bằng năm trước rồi. Nhưng mà em thấy cái tình hình nó cũng hơi ảm đạm á. Tại vì em nghĩ là chắc thôi, suy thái kinh tế nó ảnh hưởng lắm. Với lại thời tiết nó cũng ok nữa. Còn cái mấy cái mẫu đó thì nó không mấy cái mẫu Capybara với lại cái xe lửa đi. Với lại cái xe lửa nó thì phun hơi đốt. Đi vào phố lồng đèn, sạp hàng nào cũng có đa dạng các mẫu lồng đèn. Từ lồng đèn truyền thống làm bằng di kiến, cho đến các mẫu lồng đèn điện tử. Loại lồng đèn hot trend từ năm 2023 đến nay như lồng đèn thoáng ngọc vẫn được bày bán khá nhiều. Bên cạnh đó còn có các mẫu lồng đèn mini với đủ kích thước cho khách hàng lựa chọn. Về giá thành, tùy mẫu mã và kích thước lồng đèn, những chiếc lồng đèn mini có giá khoảng 25.000 đến 50.000 đồng một chiếc. Với một số mẫu lồng đèn làm bằng di kiến, kích thước lớn sẽ có giá từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng một chiếc. Chị Thúy Nhi là chủ sạp hàng bán lồng đèn tại đây cho hay, những ngày cận Tết Trung Thu thì cửa hàng sẽ tăng cường thêm nhân lực để lắp ráp lồng đèn. Với mỗi chiếc lồng đèn mà tiệm chị hoàn thiện sẽ có giá khoảng 60.000 đồng một chiếc. Thì nói chung ở đây thì mình cũng thấy có nhiều người cũng mua cái truyền thống ý kiến á. Họ vẫn thích cái truyền thống hơn ý kiến. Còn những cái con nãy mình nói gì nhớ chung với trẻ thì họ thích họ sách chơi thôi. Nhưng mà có rước đèn đồ thì họ vẫn mua được cái truyền thống để về để gọi rước Trung Thu. Tại vì có nhiều mẫu là mình phải thủ công đó, cho nên là mình cũng có thêm người để lắp ráp lên để có mẫu cho mấy bạn. Chứ mấy cái thủ công thì mình phải lắp ráp trước để mọi người biết. Mặc dù còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết Trung Thu, thế nhưng để tránh đông đúc, nhiều bạn trẻ đã chọn đến phố lồng đèn này check-in từ rất sớm. Không khí tại đây cũng trở nên nhộn nhịp dần. Năm ngoái cũng có tới đây, nhưng ngay đúng ngày lễ Trung Thu á là kẹt đường, kẹt xe quá trời luôn. Năm nay tranh thủ đi sớm. Năm ngoái thì em chưa có tới, năm nay thì em đến sớm nên là thấy chưa có đông lắm. Nhưng mà em nghĩ chắc là gần tới Trung Thu sẽ đông. Em thấy bây giờ cũng có nhiều người tới check-in trước.